Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Cũng đã 12 ngày rồi thì hôm nay Cường lại mới quay lại con đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái nha mọi người. Thì lúc nãy là Cường đang định đi từ phía cầu Hải Yên đang xây kia đi về phía Vân Đồn để cho mọi người được biết những đoạn đường ở trên đấy. Thế nhưng mà mấy hôm trời mưa thì cái đoạn đường ở trên kia nó bẩn quá, Cường không đi được. Thì giờ Cường sẽ quay lại đi từ cầu Ca Long 2 này đi về phía điểm dẫn ra cầu Bắc Luân 2 kia để cho mọi người được xem nó có những thay đổi gì mới nhá. Và tiến độ công trình sau 12 ngày thì nó sẽ được như thế nào nhá mọi người nhá. Thật ra là hôm nay là mình định đi từ đoạn cầu Hải Yên cho đến Vân Đồn. Nhưng mà do đường xá là mấy hôm trời mưa quá cho nên là nó hơi bị lầy lội, rất khó đi. Thì hôm nay các công trường bắt đầu mới đang sửa lại đường để thông tuyến đường để chở các vật liệu xây dựng nha mọi người nhé. Và mọi người nếu như lần đầu tiên đến với kênh của Cường thì xin mọi người hãy cho Cường xin một lượt đăng ký kênh nhé. Và cho Cường một like nữa nhé mọi người nhé. Sau 12 ngày thì Cường quay lại đây thì thấy con đường này thi công rất là nhanh chóng. Ở hai bên thì hiện đã và đang được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng rồi nhé. Và phía trước chúng ta đây chính là cây cầu Ca Long 2 rồi đây. Lần trước mình đến thì là không được đi vào trong cầu nhé mọi người. Còn hôm nay đi thì mình vào buổi chiều. Hiện tại thì các công nhân đang làm việc cho nên là mình đi được qua cầu nhé mọi người. Cách đây 12 ngày thì mình đến đây thì hai bên thành cầu và hộ lan ở giữa cầu thì mới được ghép cốt pha đổ bê tông. Nhưng mà chưa được dỡ cốt pha. Giờ mình quay lại thì các cái cốt pha này đã được tháo dỡ ra rồi nha mọi người. Nói chung là hoàn thiện rất là nhanh chóng. Giờ chúng ta đi qua cây cầu này thì là chúng ta đã sang đến địa phận của phường Hòa Lạc nha mọi người nhé. Còn ở phía sau mình vừa đi qua kia là thuộc địa phận của phường Ninh Dương. Thì hai phường bây giờ nối với nhau cũng qua cây cầu Ca Long 2 này nhé mọi người. Theo như mình thấy thì ở phía bên đường bên tay phải bên kia thì đang lắp đặt nốt phần thành cầu bê tông mọi người ạ. Vừa nãy thì Cường có hỏi các anh công nhân thì các anh công nhân cũng đã nói là cung đường này nếu như mà hoàn thành sớm thì cũng phải vào tầm tháng 4 hoặc tháng 5 nha mọi người. Lần trước ấy, Cường đến quay ở cái khu vực này thì là cái hệ thống đèn chiếu sáng là chưa có. Với lại đường cũng chưa được nhẵn như thế này và chưa được rải những lớp đá như thế này. Trong thời gian hơn một chục ngày vừa qua thì cũng có khoảng tầm đến 5-6 ngày là trời mưa, với lại còn lại là trời rét.
không có nắng. Hôm nay thì bắt đầu mới có nắng đấy mọi người. Nếu mà không mưa ấy, thì mình nghĩ là sẽ làm được nhiều hơn thế này rồi cơ. Như chúng ta đang được thấy thì đoạn đường phía trước của chúng ta này thì hệ thống đèn chiếu sáng được lắp rất là hoàn thiện. Cái này chỉ còn chờ hoàn thiện nữa là hệ thống chiếu sáng có thể đi vào hoạt động luôn cũng được. Đây, như ở cây cầu này thì lần trước chúng ta thấy thì vẫn chưa có một tấm bê tông nào. Nhưng giờ thì đã có hộ lan ngăn cách ở giữa rồi. Và cũng đang ghép cốt pha để đổ bê tông ở hai bên thành sườn của cây cầu nữa nha mọi người. Như mọi người thấy đấy, chỉ là ghép cốt pha thôi. Thế nhưng mà vẫn cứ phải dùng đến những cái máy cẩu có công suất lớn. Đoạn đường này cũng đi qua chỗ chùa Xuân Lan nhé, một ngôi chùa rất là lớn ở thành phố Móng Cái nha mọi người. Ngôi chùa nằm ở bên tay phải mình kia. Và từ đoạn chùa Xuân Lan này thì ra đến cái điểm dẫn đấu nối với đường dẫn ra cửa khẩu Bắc Luân 2 ấy, thì cũng rất là gần. Như lần trước thì Cường đến đây quay thì mọi người cũng nhìn thấy đấy, đoạn đường này nó toàn là đất thôi. Nhưng mà giờ đến thì nó đã được giải đá và xe lu nén rất là chặt. Và nơi phía trước chúng ta đang nhìn thấy kia, đó chính là điểm dẫn ra cửa khẩu Bắc Luân 2 nha mọi người nhé. Sau này du khách đến Móng Cái thì đi ra bên tay phải thì sẽ là ra Trà Cổ, mà đi lên tay trái thì sẽ là lên trung tâm thành phố Móng Cái nha mọi người. Còn đi thẳng thì lại ra cửa khẩu Bắc Luân 2. Và có lẽ là mình cũng quay đến hết cái đoạn đường dẫn xuống của đường cao tốc thì mình cũng xin được kết thúc video. Thưa mọi người, đây cũng là điểm cuối của cao tốc. Đường này dẫn ra điểm cuối là đường dẫn ra cửa khẩu Bắc Luân 2 nhé mọi người nhé. Thì Cường cũng xin phép được dừng video tại đây. Cường chúc mọi người xem video thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho Cường nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.